bên chào chị nha. Em chào em. Dạ. Rồi trước tiên thì chị gửi lời chào tới cho tất cả mọi người đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nữa. Trước hết thì chị xin chào Thành Nguyên, chúc gia đình em có nhiều sức khỏe. Và các anh chị chú bác cộng đồng mạng cũng chúc cho các anh chị ngoài nước và trong nước có nhiều sức khỏe. Dạ. Hôm nay mình đến từ đâu hả chị? Chị đến từ An Giang. À, đến từ An Giang ha. Mình xuất phát từ An Giang đi về Cần Thơ là lúc mấy giờ? Chị lên thành phố nhà bạn rồi xong cái 5 giờ sáng chị. Vậy là ngày hôm nay là chị đi cùng với một người bạn nữa đúng không? Đúng rồi em. Dạ. Rồi. Trước tiên thì chị giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nè. Họ tên, năm sinh cũng như là công việc ạ. Chị tên Phạm Thị Bé Bảy. Phạm Thị Bé Bảy. Ở trong giấy thì chị sinh năm 1970, còn đúng tuổi thì năm 1967. Tuổi thật là 1967. Đúng rồi. Nhưng mà trong giấy là 1970. Đúng rồi. 67 là năm nay là 56. 56. 6 tuổi. Dạ. Tình trạng hôn nhân của chị Bé Bảy là như nào chị cho em hay nào? Như ảnh lăng nhăng rồi ảnh gia trưởng. Rồi xong rồi giờ không có nói tiếng nói chung á. Rồi chị với ảnh chia tay. Vậy là anh chị chia tay nhau là được bao lâu rồi? Mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Cũng lâu ha. Dạ vậy là chị Bé Bảy chia tay chồng là được chính xác là mười mấy năm hả chị? Mười mấy năm. Mười cũng cỡ 11 năm gì á. 11 năm. Thế rồi trong khoảng thời gian 11 năm như vậy thì có ai tìm hiểu chị hay là chị tìm hiểu ai không? Có, anh ta thương chị mà chị không chịu, chị sợ. Sao vậy? Tại vì ông xã mình vậy á, rồi mình cứ sợ người ta lại, rồi người ta giống ông xã mình làm cho mình đau khổ, mình sợ. Thế rồi tại sao lại đến cái thời điểm này chị mới đi tìm ý trung nhân cho mình? Chị với người bạn coi cái chương trình của em á. Thấy người thật thiệt thật. Rồi là sau khi xem chương trình của em thì giống như là mình tin tưởng và nó có động lực hơn à? Đúng rồi em. Rồi trước khi đi đến đây rồi có bị mất ngủ không? Hai chị em ngủ không được. Có người bạn ủng hộ. Nhưng mà khi đến cho em thì có hồi hộp cái gì? Có. Có, rung à? Theo đường tu nghiệp chị hỏi sao, nói không biết nói gì hết. Dạ, thì cũng dễ thôi, nói chung là cứ đến đây rồi thì em hỏi sao thì mình cứ trả lời vậy thôi. Hoặc là mình có những cái tâm tư gì đó, mình muốn chia sẻ thì mình cứ chia sẻ. Dạ, dễ thôi mà, có gì đâu. Dạ. Chị Bảy là có tất cả là mấy người con? Ba người con. Bây giờ có ai sống chung với chị nữa? Thằng trai út. Trai lớn thì có gia đình rồi. Tư riêng rồi. Người gái cũng có gia đình. Có thằng út là ở chung. Dạ. Chị đi tới đi lui. Dạ. Thế rồi cái khi mà chị đến chương trình của Thành Nguyên thì các con của chị cũng như người thân có ai biết và ủng hộ? Biết. Biết ha. Các con nói gì không? Nói không. Lúc đầu tiên chị chia tay cái đó nói mẹ đi kiếm mà ba nào mà tốt hơn ba của mình. Vâng, rồi thì ngày hôm nay thì chị Bảy Bảy mong muốn bày tỏ tới cái ý trung nhân của mình như nào chị cho em hay nào? Kiếm người ta thương mình thật tình chung thủy gì đó, mình không thích người ta lăng nhăng gia trưởng như ông chồng trước của chị. Khi mà các chị tới với chương trình của Thành Nguyên đó, thì thật sự là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mà nó có một cái điểm chung đó rằng là hôn nhân không có trọn vẹn hả chị ha. Dạ, còn cái chuyện mà vì sao mà nó bị đổ vỡ đó thì đúng thật là nó muôn vàn lý do. Thành Nguyên cũng hy vọng sau ngày hôm nay với cái sự nghiêm túc của mình, với cái chặng đường của mình như vậy đó, thì Thành Nguyên cũng chúc cho chị sẽ sớm nắm được bàn tay của người mình thương hay chị ha. Cảm ơn em. Độ tuổi các anh thì chị Bảy Bảy mong muốn các anh từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Lớn hơn mình đi em. Chị năm nay là 56 ha. 56. Lớn hơn cụ thể là khoảng 5-6 tuổi gì đó hả? 5-6 tuổi cũng được. Còn bằng ít hơn thì sao? Ít hơn thì không chịu. Không chịu.
Thế rồi về công việc, về điều kiện, về ngoại hình của người đó thì chị mong muốn gì? Mặt có phúc hậu được rồi. Cái mặt phúc hậu thế hả? Trường hợp nhưng mà mặt phúc hậu mà cái tâm nó không phúc hậu làm sao? Thì vừa tâm vừa. Dạ. Quan trọng vẫn là cái đạo đức được hàng đầu hay chị ha. Dạ. Ngoài cái đạo đức ra thì chị mong muốn gì ở các anh thế nào? Ví dụ như là công việc này, về về hình thức ngoài này, về điều kiện người đó sao? Thì người ta có công ăn việc làm, rồi mình về thì mình hai người nắm tay nhau, bây giờ cũng già rồi. Đẹp xấu cao thấp, người gầy ốm mập ú gì đó không quan trọng nhiều. Thì vừa nhìn được rồi, em coi được là được, coi được là được ha. Làm sao cho dễ coi được rồi ha. Đừng có để xấu quá, Ngọc không cười mình. Là đừng có xấu quá rồi ông chồng cũ ông cười mình đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tưởng kiếm ai hơn mình chứ cuối cùng tệ hơn. Thật sự ra đó thì theo em về cái ngoại hình là nói chung là cũng ưa nhìn là được rồi ha chị đúng ha. Rồi. Thì cũng không cần phải là đẹp lắm đâu. Đúng rồi. Miễn sao là cái tâm người đó, cái đạo đức người đó ok là được. Tốt như Thành Nguyên được rồi. Tốt như Thành Nguyên hả? Nhưng mà vì sao mà chị nói vậy giờ chị cho em hay nè? Thì chị coi chương trình đó, chị thấy em thì như người tốt vậy đó, tiếp sao chị không biết nói. Thật sự ra thì Thành Nguyên còn có nhiều khiếm khuyết lắm. Thành Nguyên đang còn học hỏi rất là nhiều và đúng cũng rồi, đang hoàn thiện bản thân mình hơn. Đúng rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn lời khen của chị. Mặc dù là nó cũng chưa hẳn là đúng lắm đâu nhưng mà Thành Nguyên thích. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị là hoàn hảo rồi em. Đợi ngày hôm nay chị Bảy chia sẻ thêm cho Thành Nguyên về cái điểm mạnh và điểm yếu của chị nè. Chị nói chung là cái gì chị cũng hoàn hảo. Cái gì cũng tốt hết ha. Thế rồi ngoài cái gì cũng tốt ra thì có cái gì là điểm yếu của mình không? Điểm yếu của chị không. Chắc cũng có đâu đúng không? Bởi vì điểm mạnh nó có nhiều quá này. Điểm yếu bây giờ thì cũng ra. Thành Nguyên tổng kết lại cái buổi trò chuyện của chị Bé Bảy và Thành Nguyên ngày hôm nay ha. Thành Nguyên thấy cái mong muốn tìm ý trung nhân của chị Bảy thì rất là đơn giản. Độ tuổi thì phải là nhiều hơn chị, đúng không? Chị năm nay là 56, các anh là phải nhiều hơn. Cái thứ hai đó là hình thức thì cũng nhìn được là được rồi. Quan trọng là cái đạo đức ha. Đúng rồi. Có một cái điểm chung ở các chị khi mà đi tìm ý trung nhân đó, Thành Nguyên phỏng vấn cũng khá là nhiều thì Thành Nguyên đúc kết ra được một cái điều đó là các chị cứ mong muốn tìm được một người có đạo đức. Đúng. Còn ngoài ra thì không có đặt thành vấn đề. Thì Thành Nguyên nghĩ rằng là tâm lý của các chị chắc là trong cái thời gian vừa qua đó mình chắc là cũng phải đấu tranh nhiều hay chị ha, đấu tranh cho bản thân đó. Đúng rồi. Vì sinh ra phụ nữ vốn đã thiệt thòi rồi. Bây giờ mong muốn tìm được một cái bờ vai nào đó thật là vững chắc để mà mình dựa vào những cái lúc mà những cái lúc vui, những lúc buồn hay là lúc ốm đau trái gió trở trời ha chị. Đúng rồi em. Dạ. Dù con của mình nó tốt cỡ nào cũng không bằng là vợ với chồng. Dạ. Lúc bệnh hoạn mình chăm sóc với nhau tuổi già. Dạ. Có một cái điều mà Thành Nguyên đọc những cái comment trên mạng đó, trên cộng đồng ấy, thì Thành Nguyên thấy bảo rằng là cái tuổi này rồi các chị sao không ở với con với cháu cho nó vui. Thật sự ra đó thì đó là một cái nhìn cũng khá là phiến diện. Đúng theo rồi. Như Thành Nguyên thấy thì Thành Nguyên nghĩ rằng là con hay cháu đó thì cũng sau này cũng sẽ có cái cuộc sống tư riêng. Đúng. Và có gia đình riêng của con cháu hay chị ha. Còn để mà những cái thầm kín, những cái tâm tư của mình thì chỉ có cái người bạn đời của mình. Đúng rồi. Mới hiểu được cái điều đó. Nhiều khi ấy, chị muốn lên, chị xem của em lâu lắm rồi mà chị ngại cái người ta bình luận á. Ta nói già từng tuổi này rồi, không chịu đi chùa, đi chiền, tu này kia gì đó. Còn đi kiếm nữa, ngại. Ngày hôm nay, trong cái clip của chị Bé Bảy, Thành Nguyên chia sẻ luôn.
Thánh Nguyên rất là hiểu những cái tâm tư của mọi người. Còn những ai mà đang sống trong hạnh phúc, đang sống trong niềm vui với đầy đủ tất cả thành viên đó, thì chắc chắn là sẽ không có hiểu được những điều này đâu. Dạ, cho nên là cũng mong mọi người hiểu và thông cảm cho những cái hoàn cảnh những cô chú anh chị mà đến gặp Thánh Nguyên để nhờ Thánh Nguyên làm nhịp cầu nối. Thật sự ra là đến đây ngồi trước khi camera này cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, Thánh Nguyên biết. Chứ không có dễ dàng gì đâu. Đến đây rung thấy bà. Dù có bạn á, bạn tốt cũng không bằng mà giống em nói vậy đó. Không bằng mà vợ với chồng. Bạn thì cũng lâu lâu gặp nhau chia sẻ vậy thôi, chứ để mà những lúc ốm đau trái gió trời trời hay có những cái nỗi buồn, những cái niềm vui để mà mình chia sẻ như một cái người tri kỷ thì không hẳn là mình chia sẻ được hết ha chị ha. Có những điều bản thân thì thân, nhưng mà mình chia sẻ những cái ấy thì có những cái mà thầm kín mình chắc gì mình đã nói. Và thì những tâm tư, những cái nguyện vọng của chị Bé Bảy đến từ An Giang thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Thì cũng hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ được cái ý thông nhân của mình hồi đáp lại ha chị ha. Cảm ơn em. Nhưng mà thật sự ra là mình không đi thì mình không biết là người đó nằm ở đâu. Đúng rồi. Mình phải đi thì mình bày tỏ cái tâm tư của mình ấy, thì người đàn ông đó người ta sẽ cảm nhận được mình có phù hợp với người ta hay không. Đúng rồi. Lúc đó người ta sẽ tới với mình. Còn nếu như mà không đi thì thật sự ra là không có cách nào. Giống như chương trình của Thánh Nguyên này thì Thánh Nguyên chỉ làm trực tiếp thôi, chứ Thánh Nguyên không có làm qua điện thoại. Cho nên là cũng có một số cô chú anh chị cũng phàn nàn hoài, cũng nói Thánh Nguyên hoài vậy đấy. Nhưng mà mỗi người có một cách làm. Thánh Nguyên thì làm trực tiếp để Thánh Nguyên còn xác minh danh tính, xác minh giấy tờ. Rồi thì cuối chương trình thì chị Phạm Thị Bé Bảy có cái điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các anh cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thánh Nguyên vài điều. Không biết nói làm sao. Không biết nói sao hả? Đại khái như là các anh mà tới với chị thì các anh phải sao sao đó. Thì mình mong muốn sao thì mình cứ chia sẻ lên, mình cứ nói cái tâm tư của mình để cho các anh cảm nhận được. Thì cũng như là chị muốn một người cho người ta trung thực, người ta tốt vậy đó, ta biết thương yêu vợ con vậy đó, đừng có mong muốn đơn giản vậy. Thành Nguyên cũng biết là chị rung cho nên là không sao, miễn sao là cái lời nói của mình mà nó xuất phát từ tâm á thì người ta sẽ cảm nhận được thôi. Mình cũng không cần phải là văn hoa lá cảnh gì nhiều hay chị ha. Cho Thành Nguyên hỏi thêm là sau này mà kết nối thành công thì chị Bé Bảy sẽ về bên các anh hay là các anh sẽ về với chị? Như chị thì ở đây chị không có nhà, mỗi lần thì chị có, rồi chị với ảnh chia tay á, rồi bán, rồi như chị đi ở với mấy con không à. Rồi như ấy thì ở bên mấy ảnh. Thì như chị cũng giỏi mua bán, thì chỗ mua bán được thì mua bán. Thế rồi các anh mà những cái vùng xa xôi như là ngoài miền Trung, miền Bắc hay là ở nước ngoài chẳng hạn mà mong muốn bày tỏ với chị thì chị có mở lòng với các anh ở những cái vùng xa xôi không? Thì mình coi nếu mà có duyên, có duyên thì nghĩa sao là có cái tiếng, tìm được cái tiếng nói chung mà thấy đúng phù rồi. Hợp là được ha. Đúng rồi em. Bởi vì thực ra thì cái hạnh phúc nó khó lắm. Đúng rồi. Cho nên ở đâu mà mang được lại cái niềm vui, những cái tiếng cười và cái sự an yên cho mình thì đúng mình rồi. Cứ đi thôi ha chị ha. Rồi ok chị, thì những gì chị Bé Bảy chia sẻ thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận, và những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Còn bây giờ Thành Nguyên chắc là cũng xin phép được tạm dừng video tại đây ha chị ha. Rồi em cũng chúc cho chị Bé Bảy thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm tìm được ý trung nhân như mình mong muốn. Chị cũng chúc cho em chương trình của em cho nó phát triển nữa. Phát triển. Vâng. Mấy lâu nay thì cái kênh của Thành Nguyên cũng đang bị mất đề xuất. Mất đề xuất có nghĩa rằng là Thành Nguyên đăng lên nhưng mà nó ít khi nó đề xuất tới cho mọi người để mọi người xem nhiều đó. Thì Thành Nguyên cũng rất là hy vọng nếu như quý vị mà thích cái chương trình của Thành Nguyên, yêu mến chương trình của Thành Nguyên thì quý vị hãy ấn đăng ký kênh, có chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới cái chữ Thành Nguyên kết nối yêu thương đó, và khi đăng ký xong thì nó sẽ hiện ra một cái chuông kế bên, mình ấn vào cái chuông và bật rung chuông lên để không có bỏ lỡ những video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên, bởi vì khi Thành Nguyên đưa lên là nó sẽ thông báo. Mà quý vị mà không có đăng ký, không có bật rung chuông thì khi Thành Nguyên đăng lên thì mọi người sẽ không có thấy, thì nhiều khi
những cái chương trình hay, hay là có những cái nhân vật mà mình yêu mến thì mọi người lại vô tình bỏ lỡ qua. Dạ, rồi ok chị, thì em cũng chúc cho chị trên đường về và sự bình an nhé. Rồi chị cảm ơn em. Dạ, ok chị.